nữ hoàng Elizabeth tham dự lễ tưởng niệm dân quân đệ nhất thế chiến tin từ London. Hôm nay, nữ hoàng Elizabeth đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm những dân quân tình nguyện tham gia đệ nhất thế chiến được tổ chức tại Bệnh viện Royal Chelsea, nơi chăm sóc các cựu dân quân Anh về hưu. Những dân quân về hưu đã mặc áo đỏ, đội mũ uống công trong lúc tham gia buổi lễ. Khoảng 2.6 triệu thanh niên Anh và khoảng 1.5 triệu thanh niên tại các nước thuộc địa Anh đã tình nguyện ra trận. Theo con số Anh Quốc công bố năm 1921, trên 573.500 quân bị tử thương tại mặt trận, trên 254.100 dân quân bị mất tích và 1.643.469 người bị thương trong 4 năm chiến tranh.